Nếu như bạn là phụ hồ hoặc bạn Thủy mà cần một người để hỗ trợ pháp lý cho các bạn á, thì hãy liên hệ Phúc ngay. Hãy liên hệ Phúc ngay, Phúc sẽ hỗ trợ cho các bạn mà không tính phí luôn. Phúc sẽ xem xét hồ sơ của các bạn để cho các bạn những cái lời tư vấn pháp luật liên quan. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Ngày hôm nay sẽ không giống như những ngày bình thường nữa, bởi vì video này Phúc sẽ không phải ngồi tư vấn pháp luật cho các bạn, mà Phúc muốn dùng video này để hỗ trợ cho một cái kênh YouTube, hay đúng hơn là một bạn YouTuber đang gặp phải vấn đề về hợp đồng hợp tác giữa các bên khi mà phát triển một cái kênh YouTube. Trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái câu chuyện đó thì Phúc cũng muốn giới thiệu với mọi người về bản thân của Phúc. Thì hiện tại Phúc là một YouTuber, bên cạnh đó Phúc là một người có kiến thức về pháp luật. Mình không nhận là mình giỏi nhất trong cái lĩnh vực luật, nhưng mà mình cũng có một kiến thức nền tảng rất là tốt để mà có thể chia sẻ và hỗ trợ những cái vấn đề pháp lý cho mọi người. Thì với kinh nghiệm của mình hơn 2 năm nghiên cứu về YouTube và bắt đầu làm YouTube cũng khá là sớm, đổ nội dung thì chỉ mới trong năm nay thôi. Bên cạnh đó là Phúc cũng có nghiên cứu rất là nhiều vụ việc và hồ sơ, đặc biệt là những cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh. Và hiện tại thì bản thân Phúc cũng có vận hành một cái mô hình hỗ trợ phát triển kênh cho những bạn YouTuber mà bắt đầu làm và muốn quay dựng như thế nào, thì bên Phúc cũng có những dịch vụ nhất định. Cho nên là đối với cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh này thì bản thân Phúc cũng am hiểu không ít hơn đối với những cái bạn khác. Thì những ngày qua xôn xao một cái lùm xùm liên quan đến câu chuyện là giữa kênh Lộc Phụ Hồ và một bạn tên là Thủy với một cái kênh là Anh Chủ Nhà, thì giữa ba bên này có những cái lùm xùm nhất định liên quan đến cái việc sử dụng hình ảnh đăng tải lên trên các kênh khác nhau và bị đánh bản quyền, bị quét đi kênh YouTube. Thì thực hư câu chuyện này thì Phúc vẫn chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà Phúc chỉ muốn nói với mọi người rằng là bản thân Phúc cũng có những cái kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực pháp luật. Cho nên là video này Phúc mong muốn là nếu như bạn Phụ Hồ hoặc là bé Thủy cần hỗ trợ về pháp luật thì các bạn có thể vào cái kênh của Phúc, gửi mail cho Phúc, liên hệ trực tiếp cho Phúc, thì Phúc sẽ xem hết tất cả những cái hợp đồng, những cái hồ sơ của các bạn để mà có thể tư vấn cho các bạn một hướng đi chính xác. Thì hiện tại là trên tay của Phúc đang là một cái bản hợp đồng hợp tác phát triển kênh đàng hoàng nha các bạn. Và cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh này là Phúc đã xây dựng và Phúc đã tâm huyết rất là nhiều, và trên đây có rất là nhiều điều và nội quy khác nhau cũng như là quy định. Tuy nhiên những cái quy định trong đây nó đều có lợi cho cả hai bên. Do đó khi mà các bạn Lộc Phụ Hồ này muốn nhận được sự hỗ trợ pháp lý từ bên mình á, thì bạn chỉ cần gửi cho Phúc những cái hồ sơ để Phúc tham khảo, Phúc xem xét và Phúc xem là trong đó có những cái vấn đề gì để mà có thể hỗ trợ bạn được hay không. Video này Phúc mong muốn là sẽ hỗ trợ bạn Lộc Phụ Hồ và bạn Thủy về cái câu chuyện pháp lý liên quan đến việc hợp tác phát triển kênh giữa bạn và một cái network. Bật mí cho cả nhà luôn, hiện tại ở Việt Nam thì không có quá nhiều network đâu các bạn. Thì một số network nổi tiếng ví dụ như là Meetup nè, hoặc là Điền Quân nè, đó là những network mà rất là nhiều YouTuber mong muốn vào. Tuy nhiên cái câu chuyện hợp tác giữa hai bên có thỏa thuận được như hay không, hay là có được lợi ích gì hay không, thì nó vẫn còn tùy thuộc vào những cái điều khoản mà chúng ta đã ký kết và giao kèo với nhau. Và cái điều khoản nó nằm trong cái hợp đồng hợp tác. Thì trong cái hợp đồng hợp tác này là nó sẽ có rất là nhiều cái điều khoản khác nhau các bạn. Về cơ bản là ngoài những điều khoản như là giải thích định nghĩa ra, thì các bạn hình dung khi mà các bạn tham gia vào cái mạng lưới net này là đồng nghĩa với việc các bạn sẽ chia sẻ một cái lượng doanh thu trên cái kênh YouTube của các bạn khi mà YouTube nó bật kiếm tiền cho các bạn. Thông thường thì tỷ lệ ăn chia là khoảng 60-40%, 60% là do bạn, còn 40% là phí cho net. Cái tỷ lệ này có thể thỏa thuận lại khi mà cái kênh của bạn đạt ở một cái tầm phát triển cao hơn. Thông thường thì đối với cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh đó là sẽ ký là khoảng 3 năm, 4 năm, 5 năm, chứ không bao giờ có câu chuyện là ký vĩnh viễn được, bởi vì ký vĩnh viễn là giống như là bạn đứt, bạn ký độc quyền cho người ta luôn rồi, sau này bạn dứt ra rất là khó. Thì trong đây có rất là nhiều điều khoản nha. Thì các bạn lưu ý nha, cái đối tượng của cái hợp đồng hợp tác này đó là cái nền tảng phương tiện kỹ thuật số kênh YouTube. Thì mình sẽ review sơ sơ về những cái nội dung trong cái hợp đồng hợp tác này nha. Những cái nội dung căn bản trong cái hợp đồng hợp tác này, thứ nhất là về doanh thu thì thông thường nó sẽ chia tỷ lệ 40% và 60%. Cái tỷ lệ này chúng ta không cần quan tâm, bởi vì sao, nếu như bạn đồng ý với tỷ lệ này thì ok, phải chấp nhận thôi, không có vấn đề gì cả. Và hiện tại là Phúc cũng có hỗ trợ cho rất là nhiều bạn làm về YouTube, và bên cạnh đó là thực hiện cái dịch vụ quay dựng cho các bạn. Cho nên là khi mà những cái kênh mới bắt đầu thì nó sẽ tham gia vào cái hệ thống bên Phúc thì nó cũng sẽ được hỗ trợ. Nhưng mà sự hỗ trợ của Phúc là sự hỗ trợ tận tâm lắm các bạn, chứ không phải là qua loa đâu. Thì tiếp theo nữa là về cái phương thức thanh toán thì nó sẽ có căn cứ theo cái quy định của YouTube nha các bạn. Thì thông thường là khoản phát sinh 100 USD thì nó sẽ thanh toán. Bây giờ cái câu chuyện mà lùm xùm này là nằm ở giữa quyền lợi giữa các bên. Thì đây là cái bản hợp đồng của bên Phúc thôi, do đó là không biết là bản hợp đồng kia nó có theo chuẩn cái form mẫu của Phúc hay không, hay là nó khác.
thì cần phải có bản hợp đồng đó thì Phúc mới biết được. Nhưng mà review sơ sơ cho mọi người nha, trong hợp đồng này nó sẽ chia làm bên A, bên B và bên C, thông thường là như vậy. Nhưng mà cũng có trường hợp là chỉ có bên A và bên B thôi, có nghĩa là bên A là bên network, bên B là bên khách hàng, là những cái người mà chủ sở hữu kênh YouTube đó phát triển nội dung. Thì trong cái bản hợp đồng này á, bên A là bên network nha, còn bên B là bên khách hàng. Thì đại khái là khi mà tham gia vào á, thì bên network nó sẽ hỗ trợ một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là nó sẽ được quảng bá những cái nội dung của các bạn lên trên cái hệ thống của nó, mạng xã hội vân á, cái điều này nó cũng khá là tốt nha các bạn. Rồi cái kênh YouTube mà giữa các bên tạo ra nó sẽ chịu sự quản lý của cái đội ngũ digital và social của cái network đó. Rồi được bên network sẽ được góp ý phê duyệt chất lượng nội dung do bên khách hàng sản xuất và từ chối hợp tác nếu nội dung này có dấu hiệu vi phạm bản quyền và không phù hợp với tiêu chí. Rồi được nhận đầy đủ và đúng hạn doanh thu nè, được toàn quyền sử dụng hình ảnh và khai thác kinh doanh phân phối, được yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin và nội dung, các tài liệu hồ sơ cấp giấy chứng nhận gì đó. Rồi được thừa nhận là chủ sở hữu của những nội dung do bên B sản xuất. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là khi mà bạn là phụ hồ này tham gia vào network rồi thì những cái sản phẩm của bạn nó đăng lên trên cái kênh đó cũng là thuộc sở hữu của cái network này luôn. Do đó các bạn lưu ý nha, bất kỳ một cái kênh nào khác mà re-up lại hoặc là sử dụng những cái hình ảnh trên cái kênh này, điều đó đồng nghĩa với việc là cũng phải thông báo và xin phép. Rồi, về nghĩa vụ của bên network thì nó sẽ có trách nhiệm là về truyền thông, quảng bá cho nội dung và kênh YouTube thay mặt bên B làm việc với các đối tác quảng cáo v.v. gì đó, thực hiện nghĩa vụ thanh toán, chịu trách nhiệm về tính chính xác và các số liệu mà bên A cung cấp cho bên B. Đó, rồi đảm bảo công khai và minh bạch với bên B về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của các bên. Còn quyền và nghĩa vụ của bên B, tức là cái bên lập phụ hồ này nha, thông thường nha các bạn, thì quyền được sáng tạo là sản xuất, thực hiện các nội dung đăng tải nè, được quyền góp ý, biết thông tin và tham gia thảo luận các chương trình nè, được hưởng phần doanh thu nè, được quyền công bố nè. Rồi nếu trước 30 ngày vân vân gì đó, nghĩa vụ của bên B là bên B có trách nhiệm chính về việc đảm bảo sản xuất và đăng tải nội dung lên trên kênh chất lượng phù hợp với quy định nè. Bên B cam kết là mỗi tuần thực hiện đăng tải ít nhất là 2 clip trên một tuần nè. Lập phụ hồ sẽ có trách nhiệm là chia sẻ cái quyền owner manager cho cái bên A, tức là bên network á, là chia sẻ cái quyền quản trị kênh đó các bạn. Rồi chuyển tải đầy đủ tài liệu hồ sơ cần thiết gì đó vân vân. Nói chung là đại khái là rất là nhiều cái nghĩa vụ mà lập phụ hồ sẽ phải thực hiện trong cái hợp đồng hợp tác kênh này nếu như mà nó đúng form mẫu. Đây là cái form chuẩn nhất mà Phúc từ trước đến giờ Phúc cầm được nha các bạn, là form chuẩn nhất liên quan đến cái việc hợp đồng phát triển kênh YouTube. Các bạn hình dung đi, khi mà các bạn tham gia vào một mạng lưới network của người khác, cho dù mạng lưới network người khác đã phát triển hay chưa, hay là chưa phát triển chăng nữa, thì nó sẽ ăn chia doanh thu của các bạn và các bạn sẽ chịu sự ràng buộc nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó cái lùm xùm và cái drama liên quan đến cái lập phụ hồ bé Thủy và anh chủ nhà gì đó, thì thật ra thì Phúc không biết là đằng sau cái mấy cái kênh này là network nào. Nhưng mà thông thường nếu như mà khi mà tham gia vào những cái network lớn á, người ta hỗ trợ các bạn là hỗ trợ gì các bạn? Người ta sẽ hỗ trợ rất là nhiều thứ về hình ảnh, về phát triển kênh, về định hướng tư vấn và các kiểu, rồi thậm chí là sale những cái từ khóa khác nhau. Nhưng có thực hiện hay không lại là một chuyện khác, bởi vì Phúc đã từng tiếp xúc với nhiều network khác nhau và cách làm việc của nhiều bạn khác nhau. Khi mà chăm sóc một cái kênh á thì nó lại không có tận tâm tận lực. Do đó là Phúc cũng vào cái kênh lập phụ hồ này rồi, thì Phúc chỉ thấy là cái kênh lập phụ hồ này nó cũng không có tối ưu gì cao lắm, chẳng qua là cái kênh này nó đã có một cái nền tảng subscribe nhất định và mọi người ủng hộ thôi, chứ thật ra về tối ưu chỉ số chăm sóc kênh á là không có. Cái đó hay còn gọi là channel care đó các bạn. Thì trên đây là những cái thông tin và những cái review sơ sơ về một cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh YouTube mà Phúc có kinh nghiệm quản lý và có kinh nghiệm tìm hiểu và cũng biết về YouTube. Thì thông qua video này, nếu như bạn là phụ hồ hoặc bạn Thủy mà cần một người để hỗ trợ pháp lý cho các bạn á, thì hãy liên hệ Phúc ngay. Hãy liên hệ Phúc ngay, Phúc sẽ hỗ trợ các bạn mà không tính phí luôn. Phúc sẽ xem xét cái hồ sơ của các bạn để cho các bạn những cái lời tư vấn pháp luật liên quan. Thậm chí nếu có dính líu liên quan đến kiện tụng á, thì Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn những cái đơn vị, những công ty luật mà người ta uy tín, hỗ trợ các bạn tối đa với những cái chi phí cực kỳ rẻ luôn. Còn về bản thân Phúc là Phúc sẽ không lấy bất kỳ một cái chi phí nào các bạn. Phúc sẽ hỗ trợ các bạn về mặt tư vấn và phân tích cho các bạn những vấn đề pháp lý và những rủi ro mà các bạn sẽ phải sẽ có trách nhiệm gánh chịu. Và các bạn hãy liên hệ Phúc và gửi toàn bộ hồ sơ bên cạnh đó cho Phúc thêm nhiều thông tin về cái vụ việc này. Phúc sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn. Còn bây giờ, những bạn nào đang xem cái video này, hãy like, subscribe và chia sẻ để giúp cho video này tới tay bạn là phù hồ hoặc là bạn Thủy để Phúc có sự hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn.